tôi càng hiểu thêm về cái cách để vận hành một cách thông minh doanh nghiệp của mình. Anh cũng rất là ấn tượng về cái chia sẻ của thầy huấn luyện Andrew Johnson. Đó là cái giá trị lớn anh thu được là anh sẽ về tự tin, anh sẽ thử những cái gì anh tin và những cái chia sẻ của thầy. Thực ra tôi là một người cũng đi học rất là nhiều cái lớp, nhưng mà đây là một cái lớp mà cốt thực sự cho doanh nghiệp, những cái vấn đề mà doanh nghiệp đang cần. Qua cái buổi này thì thấy cũng cung cấp được rất nhiều cái kiến thức cho các cái chủ doanh nghiệp. Thì đây là một cái buổi học rất là tốt. Mình cảm thấy rằng là có một số các cái kiến thức là mình cũng sẽ đưa vào áp dụng trong thực tiễn cái doanh nghiệp của mình. Ít học nhiều quá rồi, nhưng trong đó Exit Code mình thấy là cái có thực tế nhất. Và mình hành động luôn và áp dụng được luôn, nó không có viển vông. Tớ cũng rất tự tin khi mà về để mà đạt được những cái mục tiêu cũng như những cái kế hoạch của mình đã đề ra sau buổi học ngày hôm nay.